Sáng ngày 6 tháng 7 tại Hà Nội, UNICEF Việt Nam đã công bố báo cáo tình hình trẻ em thế giới 2016. Báo cáo năm nay tập trung về vấn đề công bằng cho mọi trẻ em, mà theo đó đảm bảo sự tiếp cận công bằng cho các nhóm trẻ em từ nông thôn đến thành thị, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em khuyết tật là điều kiện tiên quyết để hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững. Việt Nam cũng đang nỗ lực để thực hiện điều này. Lễ công bố báo cáo tình hình trẻ em thế giới 2016 có sự tham dự của các em học sinh từ Lào Cai, Việt Nam. Các em đã chia sẻ mong muốn được tiếp cận công nghệ thông tin, các dịch vụ xã hội như các bạn miền xuôi, mong muốn bạn bè của mình sẽ tiếp tục được cấp sách đến trường. Mà em quan tâm nhất đó là sự khác biệt trong tiếp cận dịch vụ. Là vì em quan tâm vấn đề này bởi vì là nó ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em ạ. Các bạn ở vùng thấp và ở thành thị thì được tiếp cận với các công nghệ thông tin hiện đại này, được tiếp cận về y tế này, rồi là môi trường giáo dục thuận tiện này, khu vui chơi giải trí đầy đủ. Nhưng mà riêng các bạn ở trẻ ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa thì cái tiếp cận dịch vụ này của các bạn còn hạn chế. Cũng trong buổi lễ, ông Yusuf Abdelzelin, đại diện UNICEF tại Việt Nam cho rằng Việt Nam đã đạt được những bước tiến ấn tượng trong việc chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Tới năm 2012, Việt Nam đã phân bổ 21% ngân sách quốc gia cho giáo dục, góp phần đẩy nhanh những bước tiến với trẻ em. I have to say that the government of Vietnam has made honest efforts in terms of reducing poverty, absolute poverty, major progress from level of 50% to about 10% in about 15-20 years. And that has also affected children. Major progress also in the area of enrollment into primary school, almost universal levels. Theo UNICEF, cứ thêm một năm mà thanh thiếu niên trên cả đất nước hoàn thành chương trình học, thì trung bình sẽ giúp giảm tỷ lệ nghèo của quốc gia xuống 9%. Cứ thêm một năm đi học, các em sẽ tăng khoảng 10% thu nhập khi trưởng thành. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khoảng cách giữa trẻ em nông thôn và thành thị. Chính vì vậy, đầu tư vào những trẻ em thiệt thòi nhất là nhiệm vụ cấp thiết. Trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những cái nơi mà các em khó có thể tiếp cận các cái dịch vụ, thì tới này cái hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em trong cái luật trẻ em cũng đã được quan tâm khá sâu, và đặc biệt cái hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em phải được phát triển một cách mạnh mẽ. Nếu mọi trẻ em đều được có cơ hội phát triển công bằng, được trao các cơ hội như nhau để phát huy tối đa tiềm năng, các gia đình hỗ trợ và quan tâm chăm sóc trẻ em, thì cộng đồng sẽ lớn mạnh, quốc gia sẽ thành công trên chặng đường tăng trưởng và phát triển. Đó cũng là thông điệp mà trẻ em trên toàn thế giới cũng như ở Việt Nam đang hướng tới.